Xong rồi đây, món sườn. Này là sườn chay mình mua ở siêu thị Ion của Nhật đó. Về xong rồi bắt đầu bây giờ mình lấy ra nước ấm mình ngâm. Mình ngâm cho nó mềm, xong rồi mình nhồi bỏ bớt cái bỏ hết cái nước của nó. Xong rồi mình vắt cho thiệt là khô. Vắt cho thiệt là khô xong rồi bắt đầu mình lấy đi ướp nước tương với lại đường. Nha mọi người nè. Nước tương với bột ngọt. Một tí xíu nước tương với rồi mình đổ ra thêm đi ngâm nha cả nhà. Ngâm nước ấm. Giờ mình sẽ ướp đồ làm sườn chay chiên giòn nha cả nhà. Giờ sườn chay mình đã rửa. Mình bớt sạch nước, vắt ráo nước rồi ha. Bây giờ bột ngọt thì cho chút xíu thôi. Một ít thôi chứ hơi nhiều nó hơi nhiều. Còn nước tương mình ướp xong để cỡ khoảng 5-10 phút gì là mình đem chiên được rồi nha cả nhà. Ướp sương sương vậy thôi. Còn khoảng 5-10 phút là bắt đầu mình đem đi chiên. Sắp xong rồi nha cả nhà. Nó giòn rồi. Mời cả nhà cùng ăn sườn chay với gia đình mình nha. Ăn rất là ngon, rất là giòn nha cả nhà. Cái này trẻ nhỏ thì cái gì